Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mới vào nghề để các bạn khởi nghiệp. Các bạn nhìn được bệnh đơn giản nhất mùa này các bạn là đang mùa tiêu chảy cấp, là dịch BD, nó cũng gọi là một cái dịch tiêu chảy các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mới vào nghề để các bạn chẩn đoán được bệnh, nhìn ra bệnh để điều trị hiệu quả hơn nha. Thông thường là mình sẽ gặp là bệnh là tiêu chảy nè, thứ hai là viêm phổi, thở, bụng, ho. Cái tiêu chảy các bạn là các bạn nhìn là các bạn biết liền. Còn bây giờ là cái viêm phổi, thở, bụng, nhiều khi các bạn nhìn không ra bệnh. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhìn nha. Các bạn đi theo mình nè. Ở đây mình có đàn heo lứa dao động là khoảng 25kg nè các bạn. Các bạn để ý có một số con nó thở bụng nhịp nhịp nè. Các bạn nhìn để ý nha, để ý kỹ trong video nha. Các bạn để ý hai con trong đó. Để mình đi lại gần. Cái đàn heo của mình nó bị viêm phổi và viêm phổi thở bụng nha các bạn. Nó là con thở bụng nè, các bạn thấy nó thở chưa? Rồi heo của mình nó ho nè. Đó, con đó là ho. Mấy cái đàn này á là do cái này nó ẩm ướt nè, rồi mình để nước nhiều. Đó, rồi bắt đầu nó lôi tới lôi lui. Lúc vài ngày trước á là cái này nó lôi lên ướt nhẹp luôn. Nên nhiều ngày như vậy á, heo của mình nó gây ra hiện tượng là viêm phổi. Mới ban đầu nó ho chứ các bạn, cỡ đầu nó sẽ chuyển sang thở bụng nha. Nè các bạn nhìn thấy nó thở nhịp nhịp không? Cái con giữa màn hình nè, con này nè. Con kế luôn, con trên nó luôn nè. Còn cái con này nó các bạn nhìn thấy nó thở nhịp 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 bình thường, còn cái con này nè, cái con này nè nó thở giật 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 luôn á. Nè, cái con này nó đang đứng nè, các bạn nhìn thấy nó bụng nó thở không? Đó. Ở trên sàn này các bạn là nó cũng có vài con viêm phổi, thở bụng và nhô xương sống, là cũng có một hai con ho. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhìn những con trên sàn này á thì rõ hơn những con ở dưới nền kia nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn điều trị, thuốc điều trị đảm bảo các bạn là hiệu quả 100%. Các bạn xem đúng bệnh, đúng thuốc, chắc cú là sẽ hiệu quả các bạn. Ở đây nè, như hai con này nè các bạn. Đây mình quay lại gần nè, các bạn nhìn thấy nó thở nè. Nó thở thịt thịt thịt, các bạn thấy không? Ở đây các bạn nhìn thấy con heo nó thở mạnh, thở nhiều không các bạn? Đa số heo viêm phổi các bạn nhìn con mắt nó trước. Thứ nhất là con mắt nó đổ gèn nha các bạn. Ở chân chỗ cái mí mắt ở phía trước của nó là nó có bị chảy gèn đen đen. Con này là mình tắm nó trôi đi mất rồi. Đó, biểu hiện thứ hai là nó nhô xương sống nè. Biểu hiện thứ ba là nó ho. Biểu hiện thứ tư là nó thở bụng. Ho với thở bụng á, là nó bị nặng hơn cái phần nhô xương sống nha. Mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem con heo nó thở bụng nha các bạn. Những con heo thở bụng á, các bạn lưu ý nha. Không bao giờ nó nằm ngửa được các bạn. Hoặc nó nằm ngửa là nó nằm sấp lại liền. Nó nằm ngửa là nó mệt các bạn. Nó chỉ nằm úp cái bụng xuống thôi. Còn nó nằm nó đưa cái bụng ra thì nằm không được các bạn. Con này vẫn ăn nhiều, vẫn mập mập bình thường. Các bạn nhìn thấy cái bụng nó nè. Quá trời cái bụng nó ăn nhiều lắm. Nhưng mà nó bị viêm phổi nha. Thứ nhất á, là nó nhô xương sống nè. Thứ hai nữa là nó thở bụng, nó thở giật giật giật. Nó không có thở nhịp đều. Nó thở cái nó ngưng, nó thở cái ngưng. Nhưng mà nó thở nhanh nữa các bạn. Rồi các bạn theo dõi mình điều trị con này 5 ngày. Rồi mình ngưng thuốc. Từ 3 đến 5 ngày mình cho các bạn theo dõi coi là thuốc có hiệu quả hay không nha. Ở bên đây á, là mình có vài con nè. Nó cũng bị viêm phổi nữa. Nó không thở bụng, không ho. Nhưng mà nó bị xù lông nè. Các bạn nhìn thấy lông nó xù xù tưa 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 nè. Đó, nó cũng bị viêm phổi nha. Còn mấy con bên đây các bạn là lông nó mướt, nó bóng á, thì không có vấn đề gì nha. Mấy con bên đây á, là khoảng 15kg thôi. Có con nhỏ đó thì chắc khoảng 11-12kg thôi. Rồi đối với trường hợp mà con heo viêm phổi này á thì mình sẽ điều trị 5 ngày liên tục, rồi mình ngưng thuốc, mình theo dõi từ 3 đến 5 ngày nữa thì phổi nó sẽ bắt đầu hồi phục từ từ và con heo nó không còn nhô xương sống nữa. Và điều trị xong 5 ngày, ví dụ như 10 phần thì nó sẽ giảm 8 phần, nó chỉ còn 2 phần thôi. Rồi các bạn theo dõi từ 3 đến 5 ngày nữa. Nếu mà nó vẫn còn bị nhẹ thì các bạn có thể tiêm khoảng 2 mũi nữa thì các bạn ngưng. Thì heo của bạn không tắm, các bạn đừng có để nền ướt, với các bạn không tắm heo thì từ từ con heo của bạn nó sẽ khỏe lại bình thường nha. Nó khỏe, lông nó sẽ bóng như những con này luôn, thì nó không nhô xương sống luôn nha các bạn.
Hôm nay á, là mình sẽ tính cho nó một ngày, mình sẽ tiêm thuốc luôn nha các bạn. Các bạn chụp màn hình lại, đây là ngày đầu tiên nè, để các bạn so sánh ngày thứ 5 hoặc ngày thứ 8, ngày thứ 10 để coi nó có sự khác biệt như thế nào. Rồi ở đây á, mình sẽ dùng là Tilogenta của A3 cộng với bờ gom của hãng Anova. Con này là khoảng 8 kg các bạn. Là mình chích cho nó 2 xe rưỡi, 1 xe rưỡi Tilo và 1 xe rưỡi bờ gom, là mình pha chung. Mình sẽ chích cho nó 2 xe rưỡi, mình sẽ chích 5 ngày liên tục nha. Mình mới vừa tiêm thuốc cho nó xong nha các bạn. Nó tiêm thuốc là các bạn ẩm nó hoặc các bạn gượt nó thì nó sẽ thở nhiều hơn nha, tại vì nó viêm phổi thở bụng là nó dễ bị mệt lắm, nó dùng sức là nó mệt. Mình tiêm vô khoảng 2-3 phút sau là con heo, thuốc nó làm cho con heo nó đau nó la khoảng 5-10 phút á, thì nó sẽ hết. Thuốc này á là nó rất hiệu quả, nhưng mà có một cái là nó đau con heo, không phải là sốc nha các bạn. Bây giờ con heo này 8 kg, các bạn chích 4 xe nó không bao giờ sốc được. Nó chỉ làm cho con heo đau từ 5-10 phút thôi, rồi bắt đầu nó cạ tường hoặc cạ chuồng gì đó để cho nó giảm đau chỗ đó thôi. Nó la thì các bạn cứ kệ nó, tại vì cái loại thuốc này là nó như vậy. Rồi hôm nay là ngày thứ 2 nè các bạn, mình sẽ cập nhật con heo của mình ngày thứ 2 cho các bạn xem nha. Đây nó nằm trong góc trong kia kìa. Hôm nay á, nó cũng vẫn còn thở nhiều các bạn, nó không có khác gì ngày đầu đâu. Hôm nay là mới ngày thứ 2 thôi, mới vô có mũi thuốc thôi. Hôm nay là chiều ngày thứ 2, mình vô đây là mũi thứ 2 nha. Mình sẽ tiêm cho nó 1 xe rưỡi Tilogenta của hãng A3 và cộng 1 xe bờ gom của hãng Anova. Thì ở đây là 3 xe, thì mình tiêm 2 xe rưỡi cũng được mà 3 xe cũng được, tại vì thuốc này nó nhẹ nó không sốc được, nhưng mà Tilo thì nó làm cho con heo đau một tí thì nó hết nha các bạn. Bây giờ mình tiêm con này nha. Rồi đấy các bạn, mình vừa tiêm cho nó 2 xe rưỡi, con heo này cho khoảng 7,5 kg đến 8 kg nha. Mình tiêm 2 xe rưỡi còn lại một tí nè, mà mấy con kia bên đó nó ham ăn quá trời luôn. Con này nó cũng ham ăn nữa, các bạn nhìn thấy cái bụng của nó không, nó ăn nhiều lắm nhưng mà nó bị viêm phổi. Rồi mình sẽ rút một ít thuốc nữa, mình sẽ tiêm con nhỏ này luôn để cho hai con nó mập mạp không nhô xương sống nữa. Con nhỏ này nó cũng nhô xương sống nữa nè đó, các bạn nhìn thấy chưa. Rồi con này nó ăn được một chút thì nó nằm rồi các bạn ơi. Con nhỏ đó thì nó khoảng chừng 5 kg thôi. Mình đã tiêm nó 2 xe Tilo nha. Tiêm 2 xe là do là con heo này nó già heo rồi, với mà con heo này nó khỏe là mình tiêm 2 xe là ok nha. Còn mà con heo này nếu mà nó teo mẹ thì nó khoảng 25-30 ngày á, thì mình chỉ tiêm nó 1 xe thôi, hoặc là 1 xe rưỡi thôi nếu mà khỏe mạnh bình thường nha. Các bạn lưu ý nha, những con heo mà nó bị thở bụng vậy nè, thì các bạn làm cách nào để cho nó ít dùng sức nó. Ví dụ như các bạn ôm mà nó dãy quá thì các bạn chích nhanh đi, các bạn để xuống liền. Các bạn đừng có ôm hoài, nó dãy nhiều là nó sẽ thở nhiều nha. Các bạn buông ra là nó đứng nó thở nhiều, trường hợp á là nó sẽ hả họng nó thở luôn, bởi vì nó quá mệt các bạn. Nó dãy quá trời dãy rồi các bạn kìm nó quá trời kìm luôn, đâm ra là nó mệt nha. Rồi, buổi chiều nay á, thì mình sẽ cập nhật con heo của mình ngày thứ 3 cho các bạn xem nha. Hôm nay ngày thứ 3 nó không còn thở nhanh như ngày thứ nhất và ngày thứ 2 nữa các bạn, nhưng mà nó vẫn còn thở bụng nhiều các bạn. Hồi sáng giờ mình thấy lần này nữa là 2 lần, nó nằm ngửa được 2 lần các bạn. Đó, các bạn thấy nó thở không? Nó ăn cũng nhiều mà nó thở cũng nhiều nữa. Hôm nay là 3 ngày nha các bạn. Chiều hôm nay là chưa chích thuốc nha. Mới chích thuốc ngày thứ nhất, ngày thứ hai. Hôm nay là ngày thứ 3 là chưa chích thuốc. Còn mấy con bên đây là mấy con khỏe nè. Chung với nó là có một cũng con viêm phổi nhưng mà nó nhô xương sống. Còn con này nó nhô xương sống, nó thở bụng luôn các bạn. Rồi các bạn nhớ theo dõi hết clip của mình xem là mình điều trị con này như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ tiêm nó 1 xi rưỡi Tilogenta của hãng A3 và 1 xe bờ gom của hãng Anova, mình pha chung với nhau là 2 xe rưỡi. Còn con này á là mình chích nó 2 xe luôn nha, 1 xe Tilo, 2 xe Tilo cũng được, hoặc là các bạn pha 1 xe Tilo 1 xe đề xa cũng được, các bạn muốn chích làm sao cũng được, tại vì nó viêm phổi đề xa thì nó cũng có tính kháng viêm nha. Rồi hai con heo này mình vừa tiêm xong các bạn. Được một cái á, là con heo này nè các bạn, là nó rất hiền luôn. Là nó nằm một chỗ là mình chỉ cần vịn lỗ tai nó mình tiêm thôi, nó không chạy không gì hết nha. Nó nằm một chỗ thôi. Mà nó mới bắt đầu mình chích thì nó cũng kênh nha. Nó kênh, các bạn nó đứng dậy nó thở hơi nhiều hơn tí xíu, nó hơi mệt hơn. Các bạn lưu ý giúp mình nha, Tilogenta này á thì nó làm con heo đau từ 5-10 phút.
thuốc này nó không sốc nha các bạn, nó chỉ làm con heo đau thôi chứ nó không sốc nha. Ví dụ như con này bây giờ 7 kg các bạn chích 3C nó cũng không bao giờ sốc được. Bây giờ nó đau thì các bạn chích nửa C nó cũng đau nữa, các bạn chích 2C nó cũng đau nữa. Thuốc này là như vậy nha các bạn. Bên đây là những con heo khỏe, đa số là những con đực, còn mấy con cái là khách bắt về để nái rồi các bạn. Cái bầy này á, là nó để nái được thì khách bắt người 2 con 3 con vậy đó. Hai bầy gom lại còn nhiêu đực đây nè. Còn mấy bầy bên đây á, thì nó hơi nhỏ hơn. Còn con bên đây là chuẩn bị đẻ nè. Đó. Con này các bạn nhìn thấy bụng nè. Con này nó mới ăn khoảng 800 gram cám nha các bạn. Còn bầy bên đây là 13 con mà nó đè một con nhỏ rồi. Bây giờ là còn 12 con. Bầy bên đây 5 con. Nó hơi dơ, có con nái này nó ỉa bậy, nó chay dữ lắm luôn. Rồi các bạn đón xem những ngày kế tiếp á, thì mình điều trị con này là bao nhiêu ngày nó hết nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cho các bạn xem nha. Hôm nay là ngày thứ 10 nha các bạn. Mình chỉ tiêm thuốc 5 ngày rồi, bắt đầu mình ngưng 5 ngày nha. Cái con này nó mới ăn no, nó nằm nè. Các bạn nhìn nó thở so với ngày thứ nhất nha. Con heo này là viêm phổi nặng, các bạn điều trị khoảng 2 tuần. Bây giờ nó thở so với ngày đầu là rất là ít luôn các bạn. Cái này á, các bạn tiêm tầm 2 đến 3 mũi nữa thì nó ổn rồi, ok rồi. Bây giờ thì nó khỏe mạnh bình thường rồi. Nó còn là viêm phổi nhẹ thôi. Khi mà các bạn trộn cho nó ăn á, thì các bạn gõ thêm một muỗng amoc, khoảng chừng nửa ký cám, các bạn trộn thêm một muỗng amoc để các bạn hỗ trợ điều trị cho nó nữa nha. Còn mấy con bên đây thì ok hết trơn rồi, lớn khỏe mạnh bình thường hết rồi nè. Các bạn làm theo mình hướng dẫn, các bạn không tắm nha, các bạn không tắm cho nó nha, các bạn chỉ để khô rồi các bạn dội chỗ nào mà nó dơ quá thôi. Rồi mấy bầy bên đây là hôm nay là được 7 ngày nữa các bạn. Rồi bầy này là mới tách bầy xong luôn nè. Bầy này mình cũng mới tách bầy luôn. Bầy này nó lớn hơn bầy này. Bầy này lớn hơn bầy bên đây 4 ngày là mình hôm nay mình tách một lượt luôn. Bầy bên đây hôm nay 22 23 ngày gì đó, mình không nhớ chính xác nữa. Tách bầy thì các bạn cũng cho ăn tự do đó. Đây mình đổ cám nè, 300 g cám một muỗng amoc. Hết thì mình thay chứ mình đừng có trộn dồn dập. Đó, ở đây là mình trộn khoảng nửa ký cám nè, khoảng muỗng rưỡi amoc. Các bạn làm theo cách hướng dẫn của mình á, thì các bạn cứ yên tâm tập cho heo con uống sữa amoc và cộng cám thực ăn, tập ăn ngay từ đầu đi. Đảm bảo các bạn những bầy này nè, tách bầy ra là 300 g cám một muỗng amoc, ăn hết thì thay, ăn hết thì thay. Một ngày nó ăn bao nhiêu cũng được, các bạn không có cần cho ăn nhính đâu. Các bạn cứ yên tâm đi, không có lo về vấn đề tiêu chảy đâu. Khi mà các bạn làm cái quy trình mà từ nhỏ tới lớn giống như của mình. Khi mà các bạn trộn amoc này từ 7 đến 10 ngày heo của các bạn không tiêu chảy nên các bạn ngưng amoc cũng được. Hoặc là các bạn trộn thêm cho nó ăn lên 15-20 kg, hoặc là pha nước cho nó uống cũng được. Yên tâm về vấn đề này nha. Đó, heo con của mình nè, ăn cám đi phân cục bình thường nha. Tách bậy lúc sáng, bây giờ là đi phân cục bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Bên đây thì ok rồi, không có còn vấn đề gì hết trơn á. Là mình ngưng, mình không có dội chuồng khoảng chừng từng 10 ngày để cho nó ổn định lại, cho nó khỏe lại thì mình mới dội chuồng nha. Khi nào mà nắng quá heo mình ok á thì mình bắt đầu mới tắm cho nó thôi. Tại vì heo của các bạn bệnh á, là hạn chế tiếp xúc với nước hơi ẩm nhiều. Rồi chúc các bạn thành công nha.